Tự chọn lựa nó còn quan trọng hơn cố gắng nữa. Cuộc đời chúng ta chọn chồng chọn vợ là nghiệp duyên nó chọn cho mình. Nhưng mà chúng ta do mình không tu nên bản thân của mình, cặp mắt của mình nó thiếu trí tuệ, nên mình chọn sai lầm nên bản thân mình phải chịu thôi. Có cái cô đó, cô gặp nhân đức, cô nói dạ thưa thầy, cuộc đời của con, thầy nhìn con cũng sáng sủa cũng đẹp, mà con chọn nhầm cái thằng chồng gì đâu mà cù lằn gì đâu, bây giờ con phải làm sao thầy? Nhân đức nói làm sao rồi, làm sao bà chọn rồi, bây giờ làm sao? Có động vòng chưa? Bà nói dạ hai đứa con rồi. Bây giờ bà còn hỏi làm sao nữa? Gạo này không phải là gạo nấu thành cơm, mà gạo này nấu tè le tát lét, nở tè le tát lét hết trơn. Bây giờ bà còn hỏi làm sao? Thôi giờ mỗi ngày cứ ăn uống bình thường đi, chứ bà để nó thiêu thì sao? Thôi được rồi, có đỡ hơn không. Chê khen cái gì, mình chọn lựa thì mình chịu đi. Giống như trong cuộc đời mình gieo nhân gì thì mình gặt quả nấy, chứ bây giờ mình than phan làm cái gì, đúng không? Bà cứ nhìn chồng của người ta đẹp mà bà cứ nhìn chồng bà rồi bà thấy chồng bà xấu. Bà đừng có nhìn vậy, bà hãy nhìn chồng bà đẹp đi. Nó nhìn không được, nó không được cũng phải xấu. Chứ giờ bà bỏ thì thôi tội nghiệp, đúng không? Nó nói dạ bỏ tội nghiệp quá. Vậy là biết rồi, cái nợ câu thúc. Thôi được rồi, chấp nhận đi bạn. Thấy không? Than vang mệt thì ghê. Hai đứa con rồi mà giờ than vang cái gì? Sao nhiều người thấy lạ ghê thì. Mình đã chọn lựa thì mình phải chấp nhận thôi. Mình đừng có dòng do tam quốc. Bên hộ pháp bên này trang trí mấy cây mai với mấy cây đào tiên, đào gì đó. Đào phải không? Hoa anh đào. Với mấy cây mai, con cây mai mà người ta bẻ thì sao mà thành ba con rồng. Mà phải hởm nhìn như Đức nhìn nó tưởng nó ba con rắn. Bẻ cong cong quẹo quẹo vậy. Nhưng nhớ cái mai thì Đức nhìn cái mai, Đức nói nhìn cái mai cũng thấy là Phật pháp. Đức thấy không, cái cây nó bẻ nó làm sao nó ra làm gì? Vì thì con người của mình khuôn sao nó ra làm gì? Đúng quý vị. Nhân sao quả làm gì? Đó, nhìn từ cái mai tôi cũng thấy ra được cái định lực nhân quả của nó. Đó. Nên bản thân của mình đi đến cái cõi này đừng có than trách. Thích than trách thì cứ than đi, nhưng mà hiểu rồi thì thôi đừng có than trách. Quý vị than trách là quý vị thấy buồn, than trách là thấy buồn. Đừng có than trách làm chi, than trách là nó không có vui vẻ gì đâu. Đó. Không? Nên mình là người học đạo thường dưỡng cái tâm cho nó an lạc. Vì thấy những đức tính ra bệnh cả tháng rồi đó quý vị. Vì thấy những đức sắc diện bình thường đâu có gì đâu. Đúng không? Có gì đâu. Vui vẻ bình thường, bệnh là bệnh. Đó, thấy không, làm được đó. Bây giờ những đức cũng như quý vị. Quý vị cũng có bệnh, những đức cũng bệnh. Bây giờ nhiều người ho hen bệnh hoạn nhiều, những đức cũng có bệnh. Mà quý vị coi những đức bệnh, những đức vẫn ăn cơm được, những đức vẫn ngủ được, những đức giảng pháp được, những đức hướng dẫn tu được, những đức sắp xếp chúng được, những đức làm nhiều việc được. Đó, quý vị coi, quý vị bệnh, quý vị làm giống vậy đi. Đúng không? Đó. Thì đến với cái cuộc đời này chúng ta phải giống mọi người chứ. Không lẽ bây giờ người ta bệnh, mình không có bệnh thì sao mình cảm giác được cái bệnh hoạn? Trong cái bệnh để độ sanh. Quý vị thấy những đức vẫn chia sẻ Phật pháp bình thường. Nói chuyện hơi khang khang tiếng một chút, nhưng mà nghe được. Chứ đâu phải nghe không được. Đúng không? Sáng người ta giảng hai bài rồi. Sáng người ta giảng hai bài Phật pháp rồi.
đó, rồi xuống nhà ăn ta vớt thêm bài nữa, qua đây ta quýnh bài thêm chậm. Thấy chưa? Đó, thấy người ta làm việc suốt không? Người ta vẫn vui vẻ, tâm rỗng rang thoải mái. Ý y người gì chùa mà có à, nặng nề gì đâu. Này nói với cô Châu coi nấu cái gì chứ đại vậy. Xịn sò biết bà nấu cái gì chứ. Thấy không? Rồi trưa nay á, về bên Hữu Pháp mình ngủ một giấc ngủ cho nó ngon lành. Rồi chiều nay người ta đãi nữa. Tết niên. Tết niên. Ở thế gian thì nó có cái câu nói vậy thôi. Chứ ngoài ra chúng ta thì tu hành thì ngày nào cũng vui, ngày nào cũng ngày Tết thôi. Nhưng mà nó có cái câu nói giống ở thế gian người ta làm mình cũng làm, mà coi cái làm của mình với người ta nó làm sao. Nếu mà ai nhìn nhận thì sẽ hiểu. Người ta tất niên ngoài đời người ta nhảy nhót, người ta hát, người ta la âm sùm, uống bia bọt kịch liệt đúng không. Mình ở bên đây mình cũng ăn lẩu, mình cũng uống nước. Mà nước gì ai biết. Thấy không? Đó, đại quý vị đâu. Cũng cái tiếng tết niên mà ngồi lại bên nhau như một đại gia đình. Mà buổi ăn ấm áp vô cùng. Thấy không? Tối thì lớp đạo làm con cuối năm. Mấy đứa nít này giỏi. Nít nít mà biết ngồi nghe pháp là không phải đơn giản. Thấy không? Nít mà biết ngồi nghe pháp là giỏi lắm đó nghe. Đó. Nít mà biết nghe pháp là nít số 1. Nít ngồi nghe pháp mà ngồi đàng hoàng, ngồi nghiêm túc, ngồi không ngủ gục là nít này giỏi dữ lắm. Không có cọ quậy, không đụng chạm mẹ cha, để mẹ cha, ngồi đàng hoàng là con nít này ngoan dữ lắm. Tôi mà thấy mấy nít này tôi thương dữ lắm. Không mà nít như là thiện căn đó quý vị ơi. Thiện căn dày dữ lắm. Mấy đứa nhỏ này sau này cuộc đời nó không có tệ đâu. Thì còn nhỏ tiếp nhận Phật pháp, biết niệm Phật, biết tu. Sau này nó mà có gia đình thì cũng gặp người đàng hoàng. Tại vì sao có phước thì có phần à. Nên tối đêm nay cũng là lớp đạo làm con cuối năm luôn. Ngày mai chắc đông lắm hả quý vị? Đồng hả? Khoảng 10 ngàn phần gạo đủ quý vị. Đủ không? Không đủ rồi thôi. 10 ngàn phần dữ lắm rồi đó quý vị. Này cũng là quá chơi quá xịn sò đúng không? Ghê quá. Chắc chắn là chắc là bây giờ chắc đâu có ai mà cho mà gạo nhiều gì đâu hả ta? Đâu có ai đâu. Có mình à. Ngày mai á, nghe không? Là ở trong chánh điện á, là mình sắp sáng mai chủ nhật á, mình cho tu kiểu mà ví dụ như 3:30 bình thường đi, thường thì tới 4 giờ. Mình 3:30 mình cho lễ Phật thờ nghỉ sáng sớm á, để lấy nguyên cái chánh điện để mình sắp gạo. Sắp gạo bằng cách nào phải không? Ngay cái chỗ ngồi bị là bao gạo. Nghe không? Đoàn đến bắt đầu mình ban vô, mình ngồi. Mà nói nhỏ đây nghe thôi, không biết ta nghe. Hiểu không? Nói gì nghe chứ? Nói đây nghe thôi, đây đâu nghe thôi. Bắt đầu quý vị vô vì ngồi ngay bao gạo là chắc chắn bao gạo đó là bao gạo của quý vị. Nó khỏe hơn là cái ngồi đông đó mà sao phát gạo đây. Mà nếu mình ấy thưa ra để phát gạo thì bây giờ quý vị ngồi không được bao nhiêu người. Nên Đức làm vậy để cho quý vị ngồi như ngày bình thường, ngày ngồi dày được. Mà bao gạo để ngay cái
quý vị xếp bằng á thì xếp bằng ngay bao gạo luôn, thì mình vừa ôm bao gạo ngay báo luôn, hiểu không? Đó là nguyên một cái chánh điện là làm vậy đó. Còn ở ngoài là như đức bố trí người tặng. Nếu mà như mà ai mà cũng vậy chứ thì ở ngoài nó không có cái hương vị gì nhiều. Với một số người ta đến mà không phải Phật tử á, khi ta đến ta có bao gạo ta xách ta đi về. Nên mình ở ngoài là phải cuối cùng. Còn ở trong này những đức bố trí gì. Còn ở Chư Tăng Chư Ni thì những đức chuẩn bị 500 phần. Chuẩn bị vậy thôi. Ai biết coi chừng hơi đông thì sao? Không hơn nữa. Đó. Nên họ lên chánh điện trên. Chư Tăng Ni lên chánh điện trên lầu hết. Bố trí cho quý thầy với chú đứng sắp xếp riêng biệt hết. Như cho cô chính cô đứng trên phụ luôn. Cô sắp Iran vậy luôn. Chứ Tăng Như Ni cũng ngồi vô ngay bao gạo. Chứ ai đâu mà có người đâu mà mình đi cuối cùng đi bưng đi phát. Gạo 10kg, 5kg nó nặng lắm quý vị ơi. Ginh đi, kịch đi đâu có đơn giản. Hiểu không? Nên ngày mai á, những vị trưởng đoàn á, tranh thủ đi sớm một chút. Mình vô mình ban vô trong chánh điện liền. Vô mình ngồi liền. Nhớ mà mình nói nhỏ nhỏ cho mấy người quen quen rồi. Quen. Thôi chiều nay chúng ta qua bển, nó ở bển luôn. Thấy không? Vô ngồi. Nó cũng có phần 10kg, phần 5kg đấy vậy. Tại vì nếu nói mà 10kg hết luôn coi chừng chắc chắn là thiếu. Nó có 5 ngàn 10 ký. Và thêm nữa số lượng chắc làm cho đủ khoảng 12 ngàn phần. Cho chắc ăn lỡ thiếu thì sao? Chiều nay về mà kêu mấy cô ra gạo thêm đi. Nên mình chơi hết kho gạo luôn. Tết năm nay thầy trò ăn cháo chơi được. Chơi vậy là quá gan đúng không quý vị? Quá xịn sò đúng không? Nó thôi kệ mình đến với thế gian này đi. Mình làm hết lòng đi. Mai mốt mình ra đi mình cũng nở nụ cười mình đi. Đúng không quý vị? Cuộc đời con người á, làm việc cho chúng sanh mấy chục năm mà dữ lắm mà. Bây giờ từ khi nhà Đức đi tu tới giờ á, 15-16 năm làm việc được cho chúng sanh này, thấy cũng mừng. 15-16 năm đi tu là 15-16 năm làm việc cho chúng sanh nghe. Rõ ràng luôn đó. Mà cái duyên nhà Đức hay ghê vậy. Cũng là cái duyên đặc biệt. Lúc nhà Đức vô tỉnh Thất Quan Âm là tỉnh Thất Quan Âm nó đang lên. Chứ không phải lúc nó khổ. Nó lên rồi. Nhưng mà Đức vô nhà Đức làm việc luôn vậy đó. Làm luôn là cơ hội phục vụ luôn chúng sanh. Rồi đi xuống đây là bắt đầu là cơ hội mình phát huy luôn. Chứ nó không có mất thời gian. Nên 15-16 năm đi tu nó ý nghĩa ghê đó. Nên những đức thấy mình vậy mình cũng mừng, cảm ơn Phật Bồ Tát, cảm ơn mấy chị cũng ủng hộ tinh thần đúng không. Mấy bà đến rồi, một số mấy bà đi quen quen đến hồi xưa thờ còn chưa có gì, bà cọt kẹt bà chạy đến dù dù đó. Bây giờ mấy bà dẫn cũng đông ghê. Chuyến này như mà một số cô cũng dẫn cái chục chiếc xe đúng không, dẫn chi dữ đi. Nên từ nơi đó mà kệ ai đi dẫn ta đi đi. Hiểu không? Nó kệ mấy cái người mà nhà người ta mà có khi mà ta đi 3-4 người dẫn đi đại. Bây giờ mình nói thiệt chứ mấy chục ký gạo ăn Tết sao hết. Đúng quý vị. Cái lọc chùa không phải đơn giản đâu nghe chàng. Người ta mà cả năm nay tu biết làm bao nhiêu cái nha công việc Phật sự chưa? Mà bây giờ hổm tới giờ ta cầm ly nước, ta bún nước, ta làm bên xung quanh gạo á. Cầm ly bún. Bún nước dù dù luôn á. Cầu nguyện cho chúng sanh ta đem gạo về ăn làm sao mà gia đình ta tự nhiên ăn mặn không được. Nghĩa là ăn gạo chùa cho xong về ăn mặn không được nữa, ăn thịt không được.
Mà hổm giờ mình đi vòng vòng quay luôn. Suốt mấy ngày nay đi vòng vòng cầm ly nước bú bú bú. Không kể vì mình cũng làm bằng cái tâm chân thật mình niệm Phật, người ta thì người ta trì chú, người ta gia trì của mình niệm Phật mà đi vòng vòng cái khu vực mấy cái đống gạo phố bún nước sùm. Bún vù vù mấy ngày nay luôn quý vị. Bằng đêm tối 12 giờ khuya đi vòng vòng, thấy cái giờ đó giờ linh. Đi 12 giờ khuya hồi tối đi vòng vòng mấy cái đống gạo. Nó bây giờ gạo nó mô vô đạo Phật. Cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Gạo chuyến này cho gia đình mà nhiều người tu thì đặc biệt rồi, mà mấy người ta không biết tu. Chờm sớm rồi người ta lỡ người ta nhận gạo của chùa về nó ăn xong. Thịt thà rượu chè nó uống không được. Nó ăn chay hết. Ăn rau quả không mà ăn ngon lành. Tự nhiên nó quay đầu niệm Phật. Cái tâm mình mà chân thật diện nó cũng có sự cảm ứng đó nha quý vị. Chứ không phải không cảm ứng đâu nghe. Ứng á. Mình chân thật mình tặng đồ cho người ta mà mình còn tính toán gì cho người ta. Đó, nên á gia đình mấy người đi hết đi. Nói với chồng con đi sạch nhách hết đi. Nó bây giờ thầy nói một câu gì nè, tùy ông. Thầy nói cả năm nay không có đi chùa nhưng mà ông đi cái cuối năm này cũng như cả năm nay ông tu đó. Phải đi. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mà mình phương tiện mình nói với anh ta. Thôi kệ vậy. Chúng ta còn có ăn, tạo ra thì hiểu. Còn người ta thì ví dụ như bây giờ nhiều người mà người ta cũng khó khăn mà ta thích cái lọc chùa lắm nghe quý vị. Lọc chùa người ta thích. Cái điểm 30 á. Lì xì năm nay không đơn giản. Đi. 30 hôm nay là lì xì rồi thôi. Dữ dằn luôn. Bao lì xì cộm lắm. Năm nay gia đình đi đến hết cái điểm 30. Mỗi người nhận một cái bao lì xì. Mà nhớ cái bao lì xì này không có được xài nghe chứ. Để trong cái bóp. Để trong bóp. Là cả năm bóp có tiền hoài. Giỡn. Lọc của chùa nó không có đơn giản quý vị ơi. Ừ. Nó nên tôi chuẩn bị 10.000 cái bao lì xì. 10.000 mới đủ không? Bây giờ những đứa ra 30.000 cái. Nhưng mà là tính là đêm 30 là khoảng 10.000. Còn 20.000 cái kia là tặng từ mùng 1 Tết đâu. Với mùng 2. Kệ cái duyên, kết duyên chúng sanh. Rồi thêm nữa là ngày mai tặng quý vị mỗi người cái quạt đẹp chèn ô cái quạt. Quá trời xin luôn. Thấy không? Cái quạt này quý vị quạt sẽ mát hoàn toàn khác những cái quạt khác. Tại vì sao cái quạt này như Đức chụp hình như Đức hả cái họng cừ. Chàng quạt. Nói cái quạt kia, cái quạt đó 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 đó, cái quạt đó cái bà cầm. Hôm qua tặng cho mấy bà cụ. Nó thấy chưa? Nó cừ sặc sặc. Nên quý vị cầm cái quạt quý vị quạt quý cừ theo nghe chưa? Có cái cô đó cái bữa đó tặng cho cụ cái đèn bông sen mà ngay ngày lễ Di Đà. Không nhiều người ta có cảm ứng lắm nhưng mà cái cô này cô nhắn tin cô nói khi cô đem cái đèn bông sen về để bàn thờ quý vị. Bởi vì rõ ràng chưa? Người sống nghe pháp, người chết cũng nghe pháp. Để cái đèn bông sen lên bàn thờ. Mẹ của bà thì chết một năm mà. Mẹ của bà hiện hồn về. Bông sen này nè. Tặng đèn bông sen này nè. Để trên bàn thờ. Bật cái bài pháp. Để bàn thờ. Rồi bật niệm Phật y gan như Đức chỉ luôn. Tối lại bà mẹ hiện hồn về. Gặp đứa con gái. Nói con. Cái ông thầy này ông giảng vui. Thầy này ông giảng vui. Đứa con gái trong mơ nó tỉnh táo. Nói à. Thầy giảng vui khuyên niệm Phật vậy thì mẹ niệm Phật đi. Để mà về cực lạc mới hết khổ nghe mẹ. Thì vị biết rằng là thì bà nói à mẹ sẽ niệm Phật mà cái đầu mẹ
mẹ bà cười cái bà biến cái mắt. Sáng đứa con nó nói nằm trong mơ gặp vậy mà trong lòng thức dậy nó vui gì đâu mà nó vui, vui dữ lắm. Cái đó là gọi là lành đó quý vị, mơ lành đó. Ta tỉnh táo quá chen luôn, thấy không? Thì quý vị biết rằng cái cách làm của mình là mình biết phần âm đã chui siêu ông bà tổ tiên trên bàn thờ chấp dữ lắm, mà không nghe pháp đó, thì không thể nào cởi mở tâm tư. Nên như Đức mới giảng bài pháp đó để trong cái đèn bông sen, để vị bật trên bàn thờ thường xuyên. Nó từ nơi đó cho ông bà tổ tiên nghe đi, với mỗi ngày mình nghe pháp họ cũng nghe đó. Cái này là hay lắm quý vị. Quý vị biết chúng ta nhờ nghe pháp mà cởi mở tâm tư, nhờ nghe pháp mà hiểu được nó cởi mở tâm tư. Nên đó quý vị à, chúng ta ở đâu chúng ta nghe pháp, chúng ta tu ở đó thì nó có lợi ích, có kết quả. Chứ quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng bây giờ chùa chiền tu tập gì, con ở xa quá thôi để con về nhà gần gần chùa con ở. Chưa chắc, chưa chắc. Quý vị có về nhà thì đừng có gần chùa, mà cách chùa khoảng có 5-10 cây rồi cứ làm ăn bình thường. Rồi thứ bảy chủ nhật hay gì lợi chùa, hoặc lợi cộng tu vài ba ngày, chứ đừng có ở sát chùa. Cái sát chùa nó dễ làm ma lắm. Ở dưới quê những đức á, lò heo thì nó nói là có cái xóm lò heo kéo băng đi quấn lộn, nó nói mày dám đánh tao, biết tao là ai không? Xóm lò heo nè con. Thằng kia nói mày biết tao sớm đâu, sớm chùa nè. Nó dữ kinh khủng luôn quý vị ơi. Mà ngộ tay có khi gần chùa không có tu, là đâu đến tu không quý vị ơi. Để ý rõ ràng luôn. Nên đừng có bao giờ nói rằng tôi mua nhà gần chùa. Gần chùa nó không tu, mà nó đi nhìn lỗi thầy chùa. Nó nói là gần chùa gọi Phật bằng anh, tưởng Phật hiền lành ẩm Phật đi chơi. Cho quý vị biết 100% quý vị Như Đức đã biết một ngôi chùa mà Như Đức từng ở. Xung quanh ngày xưa mới đến là Bồ Tát, từ từ kinh doanh thành La Sát, kinh doanh hết, toàn kinh doanh đất đai hết luôn, thành bất động sản luôn, thành một cái xóm bất động sản chứ không phải là làng Di Đà đâu. Cho quý vị biết. Ừ đó, ai mà đã từng biết thì sẽ biết liền gì đâu. Rồi thêm cái nữa, đến đó rồi bắt đầu là đất đai mắc lên, bán mua bán mua, giết ông thầy cũng chơi luôn, dính cả đám, nguy hiểm lắm. Thôi tôi khuyên quý vị, nếu mà thấy rằng có ngôi chùa chuyên tu vậy, mò tu chứ đừng có ra vô như người chùa không chùa, đời không đời, sau này quý vị sẽ là người nghỉ tu đó. Chứ quý vị biết. Nên những đức nói quý vị đã vô chùa tu thì phải xác định cái chuyện vô chùa là giống người trong chùa thì quý vị sẽ tu được. Nhiều cô Phật tử gặp những đức nói thầy, thầy con chắc bán đất cái khu vực nhà con lên đây mua kế chùa thầy. Nó nằm mồ gì đọc Phật. Tôi sợ cái vụ này lắm. Chỉ có tôi là nói lạ nhất, còn người ta là người ta thường là xung quanh thì có gì hộ trì tam bảo đúng không? Tôi không biết quá mà. Lâu ngày nó không có tu. Quý vị biết đó nghe. Người ta quay phim cái này là cuối năm tôi tổng kết cho quý vị nghe. Quay phim lên thì quý vị nhìn cái gì mà không đẹp, chứ không lẽ quay xấu. Hiểu không? Cái nào xấu người ta cắt hết trơn à. Không ai để cái xấu đưa lên đâu quý vị à. Nhưng quý vị vô ở rồi quý vị sẽ thấy. Tu là tu ngày bốn thở sân si còn hơn cái gì nữa. Chứ đâu phải không sân si. Mấy bà già đâu phải không sân si. Tôi nói cho quý vị nghe để quý vị đừng có mắc tính tâm. Tại vì quý vị coi thời gian của bà đi tu bao nhiêu, thời gian của bà ngoài đời bao nhiêu đó. Bây giờ quý vị nè đi lại đây tu hoài nè, quý vị còn sân si không? Đừng có bao giờ trách mấy bà cụ trong chùa. Tại vì mấy bà thời gian á 50-60 năm ở ngoài đời vì con vì gia đình. Bây giờ vô chùa tu mới có 2-3 năm mà kêu mấy bà không có phiền não.
Bà vui là vui mỗi ngày, nhưng đụng bà cái đi rồi biết. Bà vui chỉ có những đức thôi. Còn quý vị bình thường đụng bà đi rồi quý vị sẽ biết à. Không phải bà nào cũng vậy, nhưng mà có khi quý vị sẽ đụng bậy bà đó, trúng một bà đó. Đừng có mắc tính tâm. Tại sao chùa mình người ta về người ta tu, người ta không đến nỗi bị hụt hẳn? Vì tôi nói hết trơn, tôi biết sớm muộn gì quý vị cũng biết. Thà tôi nói cho quý vị biết còn hơn là tôi giấu quý vị. Đúng không? Người hơn nhau có những cái ngu mà hơn người khác, có những cái khôn mà lại ngu hơn người khác. Tại vì mình khôn cái mà người ta sẽ lật tẩy được thì khôn làm gì? Thà mình lật tẩy trước còn hơn là để người ta lật mình. Thấy không? Đó là những điều kinh nghiệm khi tôi ở trong chùa tôi nói cho quý vị nghe đó. Nó không đơn giản đâu. Nên tại sao tôi phiên quý vị thỉnh từ Phật ở nhà của ông Tam Bảo? Vì chính quý vị nghe pháp từ xa, vì sẽ rất cung kính. Nghe pháp từ xa vì sẽ áp dụng, vì lợi ích lớn, cực kỳ lớn luôn. Và ở nhà cứ nghe lời như đức hai thời cũng phu sáng tối đi. Rồi mỗi ngày bấm số niệm Phật đi. Rồi những đức giảng chủ nhật đồ lợi cừ đi, rồi về nhà. Còn lúc nào mà vô được thì vô luôn. Thấy không? Còn thông tâm rồi thì đi đến chùa ở tu một tuần hai tuần thì ở tu bu xuống vạn duyên. Tứ đại giai khóc. Là nghĩa là không dính một cái gì ở trong chùa hết trơn á. Một hai tuần thì sẽ tu lợi ích dữ lắm. Mà nhạo vô chùa mà dính ban này ban kia là chết. Dạy ở ngoài đã nặng muốn chết rồi nhào vô chi à. Giỏi lắm, ban vô rửa chén đồ chơi chạy. Còn ai kêu gì làm cái nấy chạy. Không có dính cái gì chứ nha. Đừng có bao giờ mà ban nào mà nói là tôi cần cái đó, ơ đó thầy tôi không biết, tôi không đụng vô, tôi không biết đâu. Thôi, ban này làm, hoặc là ban nào làm đấy, xin thầy ngại lắm, tại vì thầy có nhiều chuyện, công việc thầy nhiều, lại lo nhiều mà để bận tâm thầy, cái việc này không cần thiết. Ai Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nó đụng vô. Thấy không? Dính vô đi rồi sẽ biết. Đừng có nói chuyện hay. Nên có những người nói rằng thầy con thấy mấy bà cụ con lợn con bóp tay bóp chân giùm. Nhưng đức nói vô bóp đi rồi biết. Có chừng bóp ra phiền não đó chứ đừng nói công đức. Chuyện dưỡng chơi hả quý vị? Phải chi mà một hai người thì bị làm được. Nhưng bóp bà này và bà kia kêu bóp thì bóp không nổi, bị không bóp đi rồi biết. Bà nói mày làm mày không có công bằng. Mày làm nó thì sao mày không làm tao? Thà để bà yên vậy nó còn ngon hơn. Hiểu chưa? Bữa đó có cái cô quy định cúng dường cái đồ làm răng, giống như vệ sinh răng tại chùa. Cúng dường hai cái máy đó cũng tiền lắm chứ không đâu. Ghế làm răng luôn. Rồi xong rồi nó nói để con dạy thầy, để thầy làm. Tôi nhổ răng thì được, chứ chồng được. Nó xong á, những đức gì suy nghĩ là thôi khỏi cô ơi. Thà chùa đó tới giờ bình thường răng nó không có hư. Đem hai cái máy về cái chừng răng nó hư. Tại con người người ta thấy cảnh thì sanh tâm quý vị là quý vị. Ừ. Thà lâu lâu răng cái gì thì chạy ra tiệm vậy mà nó còn có sự rụt rè và có sự mà suy nghĩ từ từ. Còn cái chuyện mà có trước mắt nó cứ dùi dùi dùi, nó cứ sửa hoài, gắn hư thiệt. Nó nên từ nơi đó thôi mà nuôi người giết mình kinh nghiệm lắm. Bởi vì tại sao mà tôi nuôi người đông được mà người khỏe mà người vui? Là tại vì tôi biết cái chỗ nào không tạo thêm, chỗ nào tạo, chỗ nào không tạo tôi biết, nên nó mới được kết quả. Thấy không? Kinh nghiệm cứng mình mà. Nuôi người già với kinh nghiệm cứng mình. Quá kinh nghiệm luôn. Những đức mà người mà không cứng mấy bà bắn những đức đầy mình thẻo dít. Mấy bà già bà bắn ghê lắm mấy vị. Mấy hôm nay tặng đồ. Hôm qua tặng bên Hộ Pháp, rồi sáng những quan tặng bên đây. Chiều nay bên Đại Tùng Lâm, rồi chùa Mớ, rồi Bảo Tháp. Đó. Tặng cho mỗi bà một bộ. Mua màu kem. Rồi Tết á, tặng cho mỗi bà cái khăn màu vàng, đâu giới màu trắng. Thấy không?
rồi thêm cái nón buộc trên cái chén màu đen chữ Nam Mô Di Đà Phật. Ngay mùng 1 Tết nhìn bà nào bà nấy, bởi vì coi xịn sò lắm tôi bây giờ. Xịn sò, đúng không? Mấy cô trẻ trẻ mấy họ, mấy cô nói thầy cả năm chờ, năm nay là không đi đâu luôn, năm nay là không cho đi đâu luôn, bây giờ là mấy thầy mấy chú mấy cô là không được đi đâu luôn. Cái những đức nói chùa mình mà quý vị nói thiệt nha, đòi hỏi tròn vẹn thì không thể nào tìm tròn vẹn được. Nhưng mà những đức nói cho quý vị nghe chứ, bây giờ bị tìm chùa mà cả cái nước Việt Nam này mà có cái ngôi chùa đông gì mà không đi đâu mới sợ. Không đi đâu luôn quý vị. Bây giờ là mấy thầy mấy chú trẻ rồi mấy cô là không được đi đâu luôn. Không, lúc trước những đức lâu lâu còn chở cái siêu thị mua đồ, bây giờ là không cho đi luôn. Nghỉ lâu lắm rồi, không đi đâu hết trơn. Muốn ăn uống cái gì trong chùa, những đức nói chuyện vui gì thì ngồi trong chùa chơi một chút đi ngủ. Không được đi đâu luôn quý vị. Giờ quen rồi. Nói bây giờ Tết thầy mua cho cái món quà gì. Quà gì? Sân si lên bây giờ. Tôi lo tiền bạc nhiều tôi sân si lên. Đừng nói quà với tôi. Mình nói vui vui gì quý vị. Xong bây giờ mình nói mua cái gì bây giờ. Người tu hành mà mua cái gì bây giờ quý vị. Biết mua cái quà gì bây giờ mà cho. Nó, mình lì xì tiền đâu có xài được lì xì tiền chi. Quý vị coi. Đúng, trong chùa mình đặc biệt ghê. Không biết mua quà gì lúc. Người ta ngoài đợi con gái rồi người ta mua gấu rồi người ta tặng mình trong tu niệm Phật mà gấu làm chi. Gom mấy con gấu giặt như giặt hết trơn còn gì nữa. Ai mà cho gấu, ai mà cho gì. Còn gói rồi thì có hết trơn rồi. Chiếu có hết rồi. Cái gì cũng có hết trơn rồi, quà gì. Còn không biết mua gì luôn. Cuối cùng mua cho mấy bả hai cặp đồ. Mình thấy cái này là nó quá xịn sò quý vị. Nó quá gần gũi mà lại bận được. Đúng quý vị. Mà cái đó là cái mỗi lần bận là nhớ mình nhất luôn. Đúng quý vị. Mà hai cặp đồ mà không cho nhiều màu. Mình chọn hai màu luôn. Xịn sò đàng hoàng. Kêu mua một hai bịch đồ đàng hoàng ngon lành bỏ vô bấm nút lại. Mà những đứa kêu phải mua loại bịch mà không nhìn thấy ấy chứ. Chứ bịch bóng mà mình nhìn thấy mà đưa mình tặng cũng kỳ quý vị. Cũng ngại chứ quý vị. Kệ cũng ngại ngại. Bỏ vô bịch đàng hoàng. Bữa gần Tết mới tặng mùng 1 Tết mới được bận. Quá xịn sò luôn quý vị. Ông ơi, những đức nói ngoài đời mà chồng quý vị mà đối xử quý vị vậy, bị vui không? Vui sống vui. Đó là cái quan tâm sát mức nhất là đúng quý vị. Nhưng mà cái này mới là cái dùng thật sự nè. Bây giờ món quà nào mà gần bằng món quà này quý vị? Ngồi suy nghĩ, không biết mua cái gì luôn. Cuối cùng như đức thấy đúng là món quà này là món quà sát dán. Không có còn cái gì mà nói mà hơn món quà này nữa, đúng quý vị. Nó mà dùng được, bạn được. Mà phải mua xịn. Tại vì sao? Xịn nó bạn lâu. Hiểu không? Nó, nên bởi vì thanh niên mà ngoài đời mà mình hiểu biết một chút quý vị, thì cỡ nào mình lo cho người ta mình cũng hiểu biết. Nghe không? Mình ngày xưa ngoài đời mà cái màu gì mình biết chọn luôn. Chứ nếu không người ta ơi, có nhiều màu mà bận vô nhìn nó nóng nực lắm. Nó biết không? Phải biết luôn quý vị. Thấy không? Cái này phải sành điệu đúng không? Đó. Nói thì thấy mắc cỡ, nhưng mà trong tâm phái. Quý vị, mình đi hỏi kỹ. Mình hỏi là vụ tặng như vậy thấy ngại không? Kỳ quá. Những đức nói xạo. Kỳ mà trong lòng lại thích. Đúng không? Nói. Thấy không? Mình tìm hiểu rõ ràng. Mà vì thì tất cả các ông nên có một cái tâm quan tâm người bên cạnh mình.
bằng một cái hành động, tuy là nó tế nhị gần gũi nhưng mà nó đó là một cái hành động mà gọi là quan tâm thật sự kỹ lưỡng. Thấy không? Cuộc sống hàng ngày, đó là cuộc sống hàng ngày mà quý vị, đúng không? Chứ mua chỉ mấy cái món đồ tùm lum tùm la bỏ vê bói, đúng không? Bữa đi thành phố mua luôn, vô hộp sẵn hết luôn. Đêm 30 tặng sáng 1 hay chưa? Này, tính quá ghê gớm với mày. Thấy không? Tết là Tết là cho là mấy bà cụ là bận đồ mà màu hồng mới quên màu gì nãy nói nè. À, màu kem. Màu kem hết toàn bộ cả chùa. Ai cũng quấn khăn màu vàng với màu trắng. Nón màu nâu mà có chữ A Di Đà Phật. Đặc biệt xịn sò. Ông ở ngoài Bắc người ta gửi vô á, hình như 5.000 cái đồ mà người ta băng ngang gì có chữ Nam Mô A Di Đà Phật quý vị. Đẹp lắm. Đeo cái đó ra đường cũng xịn lắm nghe. Chứ không có giỡn đâu. Ừ. Đó, nên á, Tết nhất á, quý vị sắp xếp được về ăn Tết. Xếp được đi về ở Tết đi đâu chơi gì. Vô chùa ăn Tết là thấy mát mẻ nhất. Mà công nhận cái giường hoa giấy ở bên hộ pháp coi như nó đẹp. Bữa nay là nó chỗ bông rộn ràng. Xịn gì đâu. Với năm nay mấy ổng cũng treo một số lồng đèn xung quanh cái chánh điện đẹp lắm. Nên cái đêm 30 cũng đặc biệt lắm nghe quý vị. Đó, nên mình đến mình dự cái khóa tu đêm 30. Ai ở lại được thì cả nhà ở cũng được nữa. Năm nay bên chùa mới chỗ ở nhiều nè. Tại vừa đưa số lượng các cụ đi ra ngoài kia, đây dư ra chỗ nè. Đại ông Lâm dư chỗ, đây dư chỗ. Vì cứ về ở cộng tu đi. Như Đức chuẩn bị năm nay bánh trái nhiều lắm. Chuẩn bị hết rồi. Về đây ăn Tết đi. Không có tốn tiền bạc gì đâu. Mà mỗi ngày còn tu được. Mà tu nhẹ sơn ha. Như Đức nói quý vị ở đây ăn Tết 6 ngày bị lên ký. Bị đẹp cho mà thấy. Tại vì sao? Lễ Phật có 45 phút mà. Rồi xong bánh trái, cà phê, cà pháo đồ. Nấu ăn đồ. Xịn lắm. Nó ăn xong là ngủ. Ngủ xong thức dậy ngủ thả ga luôn. Thức dậy lễ Phật có 45 phút. Xong rồi đi vòng vòng xung quanh chùa niệm Phật. Tàn ơi gặp nhau nó cười vui vẻ hoan hỷ. Nhớ không? Mùng 2 cộng tu đầu năm hộ pháp. Mùng 5 cộng tu đầu năm bên đây. Mùng 6 cộng tu ở bên hộ pháp. Mùng 8 cộng tu ở bên đây là thứ bảy. Mùng 9 là mừng thọ bên hộ pháp. Tết nhất tu quá trời luôn quý vị. Cái lịch chính hết trơn luôn còn gì nữa. Nắm bắt cơ hội Tết. Quý vị biết không? Tết mà quý vị đi đến chùa mình mà niệm Phật á, cái công đức nó hơn cái bình thường dữ lắm. Duyên phước nó lớn dữ lắm. Vì sao? Quý vị coi Tết này người ta sát sanh nhiều hơn bình thường. Lúc bình thường á, nhà của mình có thể mua miếng đồ ăn gì quọt quẹt ăn. Nhưng mà Tết là phải ăn thịt á, sát sanh á, nhiều hơn, đúng không? Vì thì quán khí bao nhiêu con vật này nó chết dữ lắm. Nên quý vị mà tu trong cái thời điểm Tết á, không có đơn giản. Dữ nhằn dữ lắm. Công đức này không có đơn giản đâu nghe. Chùa mình là mùng 1 Tết là nghỉ đúng một buổi một thôi. Là cái buổi 8 giờ rưỡi. Đúng thời nghỉ một. Còn nhiêu là 4 thời đều rang, không có buổi nào nghỉ. Sinh hoạt từ hôm nay thì giờ tất cả các đoàn mà đến sinh hoạt buổi chiều á, là đều đến vây lễ Phật 45 phút xong mới xuống sinh hoạt. Chứ không có mà gọi là sinh hoạt như năm ngoái nữa. Mà năm nay sinh hoạt là vui vẻ, nói chuyện Phật Pháp, ngồi ăn uống bên nhau. Chứ không phải như năm ngoái hát muốn chết. Chàng ơi, Niệm Đức nó đã hô sẵn rồi. Cái đêm 30 năm ngoái ngồi chịu 19 bài
19 công đoạn. Ngồi chút như đứt vậy nè. Xanh xao. Đi về không nổi. Hết năng lượng quý vị ơi. Mấy cô mình tập hát bà nào bà nấy cái mặt héo queo hết. Tập năm nay đâu có bà nào tập mà bà phải re. Năm nay một mình những đứa hát. Còn đặc biệt hơn. Nó phá vị vì nó làm cho bị vui. Không mà những đứa có nhiều cách làm cho bị vui lắm, bị yên tâm đi. Ờ, đến đi rồi vì sẽ biết à. Vì thấy, quanh năm mà chủ nhật tuần nào có nhàm đâu. Đúng không? Chủ nhật tuần nào cũng cười hết. Cười giết mà mấy bà đẹp luôn. Đó. Nên nguyên một cái mùa Tết á, mà một cái đầu tính sắp xếp bao nhiêu cái việc không đơn giản. Bây giờ quý vị có được cái cơ hội gặp được một cái ngôi chùa chịu tu hành, ông thầy không chịu tu dẫn dắt mình, thì cái cơ hội cùng thời này quý vị cố gắng, đừng có để nó lún qua cái đời này uổng dữ lắm. Đừng có nói đời sau vậy nghe không. Đời sau chưa chắc đâu. Đời này mà tu ngon lành gì mà đời sau mà nếu mà không giảng sanh á, nó trở lại làm tỷ phú gì cái chừng nó không tu. Ác. Thấy không? Đời thứ ba đi đỏ. Đời này mình phải về cực lạc mấy cô. Nó đời này phải đi về cực lạc. Chúng ta lần lượt mà bay về cực lạc. Bây giờ quen với nhau rồi, biết nhau rồi đúng không? Lỡ lỡ mà yếu yếu á, mình kéo lên hỗ trợ với nhau để lần lượt mình bay về cực lạc hết. Người nào mà nó không chịu về nắm lên mũi nó mình kéo không, nó về không biết. Phải về cực lạc. Cái cõi này có cái gì đâu mà mình ham ở đây. Mình nhờ mình biết tu mình ở cõi này nên mình mới có niềm vui một chút nè. Nhưng mà vui đó rồi buồn đó kế bên nè. Nên những đức nói rằng chỉ có ở cực lạc nó mới không có khổ thôi. Còn ở cõi này bây giờ bệnh đau quý vị thấy nó rề rề thấy chưa. Nhờ biết tu nè, chứ không biết tu mà bệnh đau kiểu này là cũng mệt lắm á. Nó ho hen rồi tâm trạng này sao giảng pháp. Lên mà chữ giảng pháp. Có khi mà không nghe đạo sâu sắc, nó tôi làm bao nhiêu thiện thì sao tôi bệnh hoài vậy. Ho hoài vậy. Phật Bồ Tát không linh sao giảng pháp. Nhưng mà nhờ mình biết tu, mình tin nhân tin quả. Nên nó thân bệnh mà tâm không bệnh, cái này không có dễ đâu quý vị, là quý vị. Thấy không? Tôi thấy bây giờ người ta bệnh đau người ta đi là bệnh viện mà không có chỗ mà để mà ngồi nữa. Không có giường nằm đầy hết chứ. Chùa mình bệnh đau có ai uống thuốc đâu. Nhìn đứa có uống viên thuốc nào đâu quý vị. Đâu uống đâu. Nó, ngày nào cũng bình thường cứ vậy thôi chứ đâu có uống thuốc. Nó ho, kệ nó ho. Nhưng mà nó ngộ lắm. Tối nửa đêm nó ho nghe. Nửa đêm bao 12 giờ phi ho. Nó lạnh. Lạnh nó ho quý vị. Ừ, nửa đêm nó lạnh ho. Nó nên từ nơi đó mình ho xong mình thức dậy mình niệm Phật luôn. Mà hôm qua căng lên được nửa ký. Sao bệnh đau mà nó không ốm quý vị. Ngộ ghê. Ăn ngon lắm. Hôm qua Vinh qua chùa mới mà ăn 5 chén cơm. Ăn thêm dĩa rau. Ăn gì đâu mà giống như ma ăn gì đó. Ăn thì ghê. Ừ. Nó ăn thêm tô canh. Ăn thêm dĩa bánh. Thì ghê ăn gì đâu. Thôi kệ vì ăn được ngủ được là tiên quý vị ơi. Đúng không? Đó. Những điều những đức ấy, chia sẻ là những điều nó gần gũi nhất. Và nó dùng những văn tự mà nó sắc nút, chứ nó không có gì cao xa. Nên những đức nói rằng danh xả, tài xả. Danh xả là gì? Là chúng ta xả cái danh là không nói cao siêu. Mình nói cao siêu người ta cho mình là phi phàm sao? Nói đơn giản thì người ta cho mình là phàm phu. Nó xả danh là xả tai. Xả tài là xả quả. Nên xả những thứ đó thì mình tồn tại trong cuộc đời này yên hơn. Giữ những thứ đó là quả tai đến với mình phiền phức. Nên cuộc đời con người biết đủ thì thường vui. Có ba buổi cơm mà quý vị, đừng có quá nặng nề quá sao đâu, yên tâm.
Sao đâu, có phước thì có phận à, không có khổ đâu. Khổ là do cái tâm mình, không có khổ đâu, yên tâm đi. Ở chùa người ta đóng y, người ta xả gạo sạch nhách, còn mấy bao đâu. Mấy bà già xanh mặt xanh ngoài. Như Đức nói, như Đức vui sợ, mấy bà sợ cái gì. Tặng cho ta đi mà sợ gì, mệt quá. Đi ra vô nhìn cái kho gạo hoài. Thì cái tính những Đức cái cho, tặng cái gì cho sạch nhách chứ. Nó cứ theo cái gịch với vui. Nó thầy ơi, thầy để dành tiền. Già hết tiền rồi thầy ơi. Lỡ có gì già sao đây thầy. Nó thôi mệt bà quá. Bà thấy bà gần gũi với tôi cả chục năm nay, bà thấy có bao giờ bà thiếu thốn cái gì không? Dạ không. Không mà lo cái gì, mà sợ nó sẽ mệt. Sợ cái gì chứ. Đúng là cái tính lo lắng quen tặc quý vị ơi. Lo gì cho nó mệt thêm, đừng có lo. Bởi vì tại sao mà như Đức thoải mái vậy? Không có lo. Lo gì? Làm thôi chứ lo gì. Cái là gì làm thì làm, chứ lo gì. Nó bây giờ đang đặt thêm 50.000 cây quạt nữa. Dí Quan Âm. Dí Quan Âm. Đông quá đâu có chỗ ngủ, phải cho người ta cây quạt. Nếu ta quạt ta ngủ. Đúng không? Mình lúc nào cũng bên cạnh chúng sanh quý vị, quý vị. Bây giờ mình không có phân thân được thì bây giờ mình phải dùng phương tiện khoa học hiện đại. Đến lúc nào mình đem nụ cười sát mức cho người ta luôn. Đúng không? Tâm lịch cầm đi còn khó. Tâm lịch đâu có quạt được. Nhưng khi đi ra ngoài cầm cái quạt thì được. Cái quạt này nó cũng gọn. Quý vị thấy cái hình cái quạt giống trái tim nghe. Là cái ý muốn là cái gì quý vị không muốn là muốn là đến với chúng sanh bằng cả trái chim. Đó là ý nghĩa chứ không phải gì giỡn đâu nghe quý vị. Ồ, cái quạt hình giống trái tim. Mà chụp hai mô hình cừ dữ dằn nhất. Để làm chi? Để mong quý vị cười. Mong quý vị luôn luôn cười. Thấy không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà quý vị. Người ta nhìn mình người ta cũng mắc cười nữa. Người ta vui. Có nghĩa là cuộc đời mình mong muốn rằng là mình sẽ đến với chúng sanh nhiều vậy đó. Đến với chúng sanh đa dạng chứ để gì? Mình vừa cực lạc mình trở lại. Có duyên với nhau rồi. Thấy không? Ai mà chưa về cực lạc thì mình trở lại có duyên mình đổ nữa. Còn ai mà quyết tâm thì giờ này về cực lạc thì mà ngon quá rồi. Nó nên mình dùng đa dạng phương tiện. Kỳ này mà 50.000 cái máy niệm Phật Dí Quan Âm này không đơn giản chút nào. Quá tuyệt vời. Mà kỳ này là cái máy niệm Phật kỳ này là màu là hình tròn nghe. Tròn á. Ừ. Nên quý vị biết thì máy niệm Phật đi bị có hết rồi. Nhưng mà mỗi lần tặng một chiếc máy niệm Phật là mỗi một lần chúng ta quyết tâm giảng sanh. Đúng quý vị. Thì mua được nhưng mà những Đức tặng cho quý vị thấy thích đúng không? Tặng mà không thích nữa thôi. Chưa. Nên mình nó nên gọi là của thiên trả địa mà. Của thập phương trả cho thập phương. Nó quý vị biết hiểu được nguyên lý này rồi tâm mở rộng ra liền. Mà khi tâm mà mở rộng là phước báo nó lớn. Báo lớn dữ lắm. Bây giờ nghe. Xài tiền giống như xài trong túi người ta. Ghê. Cái này mới tự tại nè. Nếu xài tiền trong túi mình thì lo. Lấy ra hoài viết tiếc. Bây giờ viết mình không còn tiền, muốn xài kêu ta đưa. Tiền ta giữ sẵn cho mình xài luôn. Quá tự tại quý vị. Đúng không? Càng làm cái gì mà nêu lên cả là chúng sanh gỡ về làm. Quá tự tại quý vị ô. Nó này mới đặc biệt nè. Đúng không? Nên những Đức nói quý vị cứ nhiệt tình đi. Mấy bà trưởng đoàn này mấy bà nỗ lực lên. Mấy bà dẫn người đi tu. Dẫn người đi tu ai mà dễ ai khó mặc kệ người ta. Mình theo quy tắc mình thôi. Còn ai khó ai dễ kệ người ta. Lời chùa tu nhiều tu ít gì kệ nó. Mình dẫn nó đi. Thích thì nó đi lâu. Còn nó không thích nó đi mau. Còn đi về nó muốn đi đâu nó đi kệ nó chứ. Quản lý làm chi. Mình chỉ cần dẫn đi là được rồi. Như cô Sòn á. Nó bà nói dưới Quan Âm đợt này bà dẫn số lượng đi. Bà vừa bán miếng đất. Bà thì bán hết trơn miếng đất. Bà dẫn người ta đi tu luôn.
Không mà ngồi nói chuyện với cô Sòn ở bên Anh vậy, bên thi sĩ vậy đó. Thì vì biết bà nói dòng họ của bà giàu dữ lắm, nhưng mà họ không có biết tu như bà, rớt hết trơn. Trong cái mùa dịch nguyên cái chặng kinh tế này bị rớt, riêng bả là duy trì ngon lành luôn. Bà nói thầy ơi, con từ nhỏ tới lớn rộng rãi lắm thầy, thích bố thí cúng dường. Hồi xưa thầy biết rằng tự nhiên con bên nước ngoài về, người ta kêu nguyên một lô đất ở dưới đây nè, đất bà đây nhiều lắm, đất toàn là Vũng Tàu mặt tiền không, quá trời nhiều luôn. Bà nói rằng tự nhiên người ta kêu người ta bán rẻ lắm, mua một phát sau này nó thành khu trung tâm. Nói từ khi bác gặp những đức là bác nói là con dừng chân đó thầy, không đi đâu vòng vo nữa chứ. Thầy liều mạng con cũng liều mạng theo luôn, sợ gì. Nghĩa là thầy làm việc chúng sanh liều mạng, con liều mạng luôn. Bây giờ mà nói đất đai con bán được là con làm tới luôn. Tại sao con hiểu rồi thầy ơi. Trong cuộc đời mà gặp những người bạn gì đặc biệt ghê, nó không có phải quá gần gũi gì đâu quý vị, nhưng mà lại là biết chịu tu hành. Đó mới là sự hộ trì tam bảo có trí tuệ đó. Hộ trì tam bảo như vậy mới trí tuệ. Còn gặp mà mấy bà tóc ten, mấy bà không tu hành gì chứ, mà mấy bà lợ gần, mấy bà toàn là nói chuyện gì đâu không thay. Rủ mình đi chơi chỗ này chỗ kia thay, mình nói thôi hộ trì cái này chắc chết, hộ trì cái này chắc giết, chắc bỏ tu luôn quá. Người ta gặp nhau toàn là khuyên niệm Phật giáng sanh đi, toàn là mấy cô đó toàn là vậy không. Mình quen nhau nè với cô đấy, toàn là dân chịu tu không, hạnh phúc ghê không. Chứ không có bao giờ mà gặp nhau mà rủ đi đâu chơi cà phê pháo gì, cà phê gì mệt quá, uống cà phê vô chùa phê chén đàng hoàng luôn. Mấy ngày nay uống cà phê xuyên suốt đến Tết đãi với bà mùng 1, mùng 2, mùng 3 uống cà phê say sẩm luôn. Ba chùa uống cà phê say sẩm luôn. Ba chùa với hai cái đạo tràng. Ý bây giờ như bốn chùa đó quý vị. Chùa trước nó là bốn chùa với cái đạo tràng. Phê uống say sẩm mặt mày. Thấy chưa? Quý vị ơi, trong cái cuộc đời mình mà sống gì nó tự tại gì đâu. Gặp được những người bạn chơi chung gì là nó vui dữ lắm rồi. Hạnh phúc quá. Kiếm gì nữa. Hỏi kiếm gì nữa chứ. Nhớ. Yên tâm trong cái cuộc đời này, người ta thương mình cũng được, mà người ta ghét mình cũng được, người ta bỏ mình cũng được, mặc kệ người ta. Chuyện đó chuyện của người ta. Người ta thương mình thì cũng được, mà người ta ghét mình cũng được. Người ta thật lòng với mình cũng được, mà người ta giả dối với mình cũng được. Kệ mồ, quyết định cuộc đời này là gì? Mình đã quyết định giảng sanh rồi. Thì bây giờ muốn sao cũng được, muốn sao. Áo MC. Hiểu không? Ý em sao? Mới hôm qua có cái bà đó ở đâu ở Tây Ninh, bà đứng mình bà nhìn bà cười cười hoài, cũng sùng sồn cỡ mình, đứng nhìn cười cười hoài. Mình nói chuyện mình cười, đằng kia quay lại nhìn bà nhìn, quay lại nhìn bà làm nè. Sao mình quay chỗ khác mình nói chuyện quay lại nhìn bà. Bà làm hoài gì? Cuối cùng như Đức ngồi xuống ghế, như Đức hỏi áo MC. Nói ủa tại này nói tiếng gì thầy? Nói tiếng nguyên chắc tiếng Việt luôn. Áo MC là ý em sao? Ghê thiệt. Ghê chưa? Không, quý vị ơi, tu lâu lâu cũng dùng vài cái văn tự nguyên văn của ngày xưa chút xíu, có thấy nó hấp dẫn quý vị. Thấy nó hấp dẫn. Cái gầm ta, người ta ngại ngại thì làm ai cũng nhìn cười cười quái chán. Hỏi áo MC cái bà hết hồn. Ngộ ghê. Bà còn hỏi lại thầy nói tiếng gì. Hỏi ý em sao. Không có gì thầy ơi, nghe thầy giảng vui thích quá. Gặp thầy mừng quá.
Tại thường nghe trên mạng không, hôm nay nhìn thấy thầy tự nhiên mừng, thích nhìn thầy vậy đó. Tưởng đâu có muốn cái gì. Nên từ nơi đó không mà mình dùng những văn tự nhưng mà ngộ mắc cười ghê quý vị ơi. Những đức chia sẻ Phật pháp bởi vì thích nghe là do những đức đưa những cái văn tự nó hơi đặc biệt đúng không, nó lái ở trong đó nó lạ lạ vậy đó, vậy mà nghe hấp dẫn. Chứ nếu như mà nguyên văn của Phật của giáo không có bị chịu nổi đâu, nguyên văn không chịu nổi mà cả bản thân những đức cũng chịu không nổi luôn, không có làm được. Nên chúng ta đơn giản nhất quý vị à, thấy không? Vì thấy nó đặc biệt không, mỗi tuần mà về đây mà ngồi với nhau tâm sự mới thấy đẹp chưa, quá hay, tâm sự thấy thoải mái ghê không. Còn mình nói thiệt chứ mình ở ngoài đời khi mình ngồi nói chuyện một chút cái muốn có chuyện, cả vợ chồng mà nói chuyện một chút mà khi muốn có chuyện muốn kênh nhau, nó ngược lại không, nó kênh mình kỳ cục lắm. Thấy ta vô ta ngồi ta nói hồi nãy tới giờ mà càng nói càng cừ, mà nói với mấy bà cừ muốn dính luôn. Nhiều bà chỉ đứng nhìn xuống thấy mấy bà cừ gì nè. Còn nhiều cô tội nghiệp, tại vì bà nhìn mình chút mắt bà mỏi, bà nhìn chút bà cừ mắt bà làm nè, bà là mắt mơ quyền mờ quý vị à, mắt mờ mà miệng nhắn cừ, ngộ ghê không. Mà thấy rõ ràng ở nhà kia ngồi nói chuyện với vợ chồng mà nói chút có chuyện nghe, mà cả con mình nuôi nó tới lớn mà nó nói chuyện mình chút cũng có chuyện, nó kênh với mình, nó ngược lại không à. Mà nói à mày gì nó không, nó chút gì nè, gì chỗ này được nè con, gì được nè con, không tôi không chịu, có chuyện rồi thấy chưa. Nói chuyện với chồng chút cũng muốn kênh, hiếm có cái chuyện mà vợ chồng ngồi nói chuyện mà hòa thuận đó. Mà vì mỹ bị nghe những đứa nói chuyện bị thấy hòa thuận đúng không. Đó. Vì sao? Vì tôi đến với cuộc đời này là để hòa thuận với quý vị. Thấy không? Tôi bắt nhịp cầu chi âm cho quý vị hòa thuận với nhau. Còn quý vị thích không hòa thuận thì kệ quý vị thôi à. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mình nói chuyện làm cho người ta vui là hòa thuận đó. Khi bị vui bị không có hận thù trong tâm đâu. Nhưng vậy mà chút bước ra ăn cơm là có chuyện. Nó kỳ cục. Nên phàm phu nó quay lại quý vị ơi. Phàm phu là nó quay lại. Chứ nếu mà nó không quay lại thì mình giác ngộ rồi. Cái lúc nghe gì thì nó vui, nó giác ngộ rồi nè. Nhưng mà một chút xuống dưới ăn cơm là kênh. Hoặc là ra ngoài mắt đâu dép, bực bội. Đó, mê hoặc rồi đó. Thấy chưa? Nên quý vị biết rằng tu mà duy trì được cái tâm giác ngộ thì không dễ. Như bản thân những đức mà bước ra không có giác, những đức đi chuyện không về đó. Quen rồi. Tôi làm cái việc này bao nhiêu năm nay tôi kinh nghiệm. Bị hổm tới giờ bị mắc ba cái quần. Không biết kỳ cục. Đồ phơi trên đó mà gút ba cái quần, mắc tiêu ba cái. Từ cái bữa mà ở dưới nhà ăn mà không có giảng nghe, bữa nhà ăn mà nói chuyện vui vui, kể cái câu chuyện mà cái bà đó, thằng con của bà bị lát bao nhiêu năm nay. Bà lên bà năn nỉ, bà khóc, bà nói hoài. Cuối cùng mình nói câu đại vui vui, mình nói cho con bà cái quần này về cho nó bận cho nó hết lát. Mình nói câu gì thí đại, mình đưa nó cái quần lẻ, nó về nó bận vô, cuối cùng nó về nó hết lát thiệt. Cái sao kỳ cục. Cuối cùng mình nói với nhà ăn, mình nói với nhà ăn là mình không có giảng á nghe. Mà bữa nay mình nói kiểu này coi chừng chết mồ luôn. Không còn cái quần bận luôn. Vậy mình lên nó vớt ba cái quần. Hơi chảy. Biết sao kỳ cục. Mấy ngày nay bận áo này quần kia không. Tết nào đây chết mồ luôn. Tết nào quý vị là mà gặp những đứa mà bận quần đen áo trắng là biết rồi đó. Những đứa ngồi với mấy cô, những đứa nói chuyện này, những đứa nói nè mấy cô ơi, gần Tết tới những đứa nghĩ chắc trong lòng mấy cô cũng nhiều người cầu nguyện. Những ngày Tết nó đừng có ngày tháng gì. Chứ mà Tết mà có ngày tháng cũng không thoải mái phải không. Bà nào có nói đúng. Nó gì cố gắng lên niệm Phật cầu nguyện Phật gia hộ.
Cái gì tại mình niệm Phật, cái gì cũng cầu Phật. Tại sao niệm Phật mà cầu Phật được? Tại vì niệm Phật nó dịu cái tâm. Khi dịu cái tâm thì những cái đó nó đẩy lùi lại, thời gian bài tiết chậm lại, hiểu không? Nên từ nơi đó mà cuối cùng mình phiên gì mà tới bữa một Tết mình bận quần đen áo trắng chết một thì quá nguy hiểm. Ghê quá quý vị ơi. Bây giờ là thôi, bây giờ tôi chuẩn bị mà bây giờ phải may quần cho nhiều. Giờ nó mắc quần quá trời, mắc quần bây giờ. Hồi xưa thì mắc dép, bây giờ mắc quần không. Kỳ cục ba cái à. Bởi vì hổm giờ đi xuống nhà ăn, nhiều cụ có cái nói: thầy lúc này sao mà bận quần này áo kia hoài. Nó là tôi thích bận vậy đó được không? Thích bận quần này áo kia vậy đó. Nhưng mà thật sự mắc quần cái gì vậy? Ba cái. Kinh khủng đi. Thôi mấy bà mấy đó là hên xui thôi chứ nó không phải. Tự nhiên bận cái quần hết lát du duyên. Hên. Nó hên thôi chứ nó không có chuyện đó đâu. Đừng có đi lấy quần tôi tội nghiệp tôi chà hết. Giờ tôi thông báo là đừng có lấy quần tôi tội nghiệp, tôi có quần bận. Lấy quần kiểu này mà, lấy quần kiểu này mà cái bữa mà, cái bữa mà cộng tu đầu năm chết mồ không có quần bận. Cái bữa đó mà, cái bữa đó mà bận quần đùi lên mà đó bị đó. Bận quần đùi đó bị. Cuối cùng mà mấy bà mà còn gần đây chắc nói ủa sao kỳ quá. Sao thấy thầy chống lỗng chống liễu kỳ cục với chị. Nguy hiểm quý vị. Bởi vì giờ tôi nói đính chính lại là đừng nghe đồn tầm bậy. Đó là hên thôi chàng, là chàng. Tại vì đến lúc nó hết lát thôi. Chứ cái quần mà có dính dáng gì đâu, đừng có lấy quần tội nghiệp tôi chàng ơi. Có mấy bộ đồ hồi xưa giờ đâu có được may đồ nhiều đâu quý vị. Hồi xưa về nước đâu có chịu may đồ đâu. Được có mấy bộ bận tới bận lui thôi. Nó vớt hết ba cái quần rồi còn quần đâu bận. Ôi chị muốn chết. Tôi khổ quá trời khổ. Giờ tôi thấy bố thí cúng dường, bố thí cúng dường quá trời luôn rồi. Giờ giết quần không có bạn. Nói càng bố thí càng nhiều. Mà thấy bây giờ càng bố thí với quần không có bạn luôn. Thôi cái gì chứ làm gì chơi mà này kỳ vậy. Tội nghiệp thầy. Để trong cái quần bận đáp y đồ trận là trận. Với tiếp Phật tử đồ chứ mà mai mốt mà bạn áo chàng mà không có quần dài bạn quá. Kỳ dữ lắm mấy vị ơi. Chứ giờ đi mượn quần ai kỳ dữ lắm. Không lẽ đi mượn quần mấy cô bạn. Kỳ dữ lắm mấy vị ơi, không có mượn được. Hiểu không? Nên là chơi cái này kỳ lắm mấy vị. Nó giờ như Đức giảng lên là tôi xin mấy người đừng lấy quần tôi. Tội quá. Tội nghiệp tôi quá. Hiểu không? Bây giờ tôi còn có hai cái à trời ơi. Bằng cái này là phải tranh thủ kêu cô Nhung có giặt giùm bên kia, bó phơ giùm. Để phơ tiếp tục, để ngày mà chiều nay có cái quần khác bạn. Mà lỡ mà trưa nay mà nó không có nắng là ngày mai chết mù. Ngày mai giảng pháp lên và thấy đi và túng 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 là biết. Không có quần dài bạn, bọn đùi chết mù luôn. Có giỡn đó quý vị. Rồi kiểu này chạy xe đạp vòng vòng chùa, chạy xe đạp vòng vòng chùa mà cái áo thì dài và ở dưới chống lỏng. Kỳ lắm quý vị ơi, đúng quý vị. Thầy mình mà cũng quý trọng mà sống đây là bạn đồ kỳ cục của chợ. Ở cái kiểu mà ngồi nhà ăn ăn cơm mà cái bàn ở dưới nó chống lỏng. Mà mấy bà thì khúc kia bà nhìn lại không. Mà gặp không có quần dài bằng quần đùi nhìn trống lỏng á chết mù luôn. Vậy bây giờ thôi vì tôi mong mấy người đừng lấy quần tôi nữa. Có lấy dép lấy đừng lấy quần. Chắc cái nghiệp duyên chắc ngày xưa lấy quần ta sao vậy. Đến lúc nó trả nợ. Mà từ khi mà cái bữa mà nói cái vụ mà bạn cái quần hết lát tới giờ là mắc quần luôn. Đúng là đúng là bệnh từ miệng vào mà quả từ miệng ra. Tôi sợ đau khổ quá.
Bây giờ mấy ngày nay á, chuyện gì tôi cũng vui, nhưng mà tôi đang buồn cái chuyện mà tôi không có quần bẩn. Khổ đau quá trời luôn. Tết thì cỡ nào cũng cho người ta đi lan can vòng vòng đồ, người ta đi chơi đồ vòng vòng xung quanh lan can chùa đồ đúng không? Kiểu này mới phải vớt quần hết trơn rồi đi đâu được. Chắc ở trong phòng không có chết mồ luôn. Tết năm nay mà Phật tử mà đến mà nói là cho con xin gặp thầy, mà nói thầy thầy bệnh không tiếp ai là biết rồi. Hiểu không? Chứ không có bao giờ mà nhận thức bệnh gì mà không tiếp đâu. Mà giờ không có quần sao mà tiếp? Ừ đồ bạc cái sao tiếp đây? Mà bước ra tiếp kỳ chết mồ luôn. Hiểu không? Rồi. Chị thấy sao mà bố thí cúng dường dữ lắm mà nó ra tiền bạc để lo cho người ta mà quần thì mắc chàng ra chứ. Không nghe câu chuyện cũng mắc cười đó quý vị. Chuyện cũng mắc cười. Ok. Vui trả nợ. Nếu mà lấy hoài mai mốt mình may đầm bạn. Bạn giống người dân tộc quý vị. Ở dưới trống lỏng nó không có gì. Nó dài xuống luôn. Mai dài xuống. Buộc nghe. Mấy ngày này đang khang tiếng giảng, giảng là cũng là giống như kiềm chế ấy vậy. Giảng là kiềm chế, thấy kiềm chế không? Chứ mọi bữa là mấy ngày nay thấy giờ giảng thôi. Kiềm chế thì nói mạnh chút ho. Nhưng mà cũng 10:15. 10:15 rồi. Thấy không? Mong rằng quý vị trong dịp Tết gia đình ai cũng cố gắng niệm Phật. Thấy không? Rồi cái đêm mà cúng giao thừa gia đình đó, cái đó gọi là xã hội ai ta cũng cúng vậy rồi. Đêm giao thừa 12 giờ khuya cúng giao thừa. Có nhiều người hỏi con phải cúng thì sao? Niệm Phật lễ Phật cúng. Thấy không? Niệm Phật lễ Phật cúng ông bà tổ tiên. Gia đình nào cũng có tượng Phật hết rồi, cứ vậy mà cúng là được. Còn có nhiều người hỏi giờ con đi đến chùa, con ăn Tết rồi ông bà tổ tiên sao? Những đức nó mời vô ăn Tết lượt luôn. Năm nay được cúng đi thực xịn luôn. Thấy không? Con cháu vô ăn Tết hết, ông bà tổ tiên vô Tết luôn. Vô chùa còn ngon hơn nữa, thấy không? Có những câu những đức ghi quý vị gần gũi nè. Nên hiếu với cha mẹ, hòa thuận với anh em, sống có đạo đức với mọi người, ăn chay niệm Phật. Trong kinh Phật thì dạy hiếu với cha mẹ là vận may thù thắng nhất. Còn gọi là phụng dưỡng. Nên nhiều người chúng ta khi Tết, mùng 1 Tết rồi chúng ta đều cầu may qua lời chúc tụng. Nhưng chúng ta không chịu hành trì để vận may đến với mình. Vận may là phước báo quý vị. Người khi làm những việc mà lỡ mình lỡ người, hoặc lỡ người mà không có lỡ mình bao nhiêu cũng nên làm. Phước duyên theo đó nó tăng càng cao thì vận may nó đến với mình càng nhiều. Đa phần con người ta đều muốn có vận may đến với mình nhiều. Nhưng mà mình thường làm những việc tổn hại đến với người khác nhiều quá. Như cái việc đối với cha mẹ, bản thân của chúng ta có khi lại không hiếu kính. Trong khi cha mẹ là cái nguồn gốc để sanh trưởng ra chúng ta và tạo dựng chúng ta một sự nghiệp trong cuộc đời. Tại vì cái thở ban đầu chúng ta được sinh ra từ câu nói đầu tiên là từ cha mẹ dạy. Rồi cứ vợ gả chồng sắp xếp cho chúng ta. Từ nơi đó chúng ta hôm nay có thể làm ông này bà nọ trong cuộc đời này cũng do công ơn sinh thành của cha mẹ.
Nhưng nhiều người chúng ta lại quên ơn đó. Chúng ta nghĩ rằng bản thân của mình là người giỏi. Nếu không có cái nhân ban đầu thì chúng ta có giỏi cũng vô ích. Nên trong nhà Phật nói, đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Nếu như nhiều người chúng ta mà gầy dựng cái tâm hiếu đạo, hiếu với cha mẹ, tôn sư trọng đạo, thì con người mình tức khắc chuyển nghiệp. Mà nghiệp khi đã chuyển rồi thì vận may sẽ đến ào ạt. Nhiều người chúng ta làm thiện nhưng mà tại sao vận may đến chậm? Vì có nhiều cái tính toán và có cầu quá. Đó gọi là chướng ngại cái thiện quả đi đến với mình. Nếu như mỗi ngày chúng ta niệm niệm nghĩ gì người, không có nghĩ gì bao nhiêu gì cho mình, thì cái thiện quả đến với mình đó là cái quan trọng vô cùng, là tâm an. Cái tâm an là vận may lớn nhất. Tại vì người ta nói cái may mắn là có tiền bạc hoặc là có danh tiếng. Nhưng nó đến rồi khi nó đi rồi nó làm cho mình có khi lại lo âu bận tâm gì nó. Còn cái mà an tâm á, là nó trong hoàn cảnh nào nó cũng an tâm. Khi học đạo đến một cái trình độ hiểu biết thì chúng ta sẽ thấy an tâm. Tại vì thấy trong cái cuộc đời này nó không có cái gì là mất mát và thiệt thòi. Nguyên lý này mà thật sự sâu sắc mà hiểu thì chúng ta không có buồn khổ. Còn nếu như mà chúng ta chưa đi đến cao thì bản thân chúng ta có khi cũng buồn khổ, nhưng mà một chút là hết. Mình không có trách người ta lâu. Mình nhớ ngày xưa mình chưa học đạo, cái sự buồn trách của mình dành cho người khác lâu lắm. Mình ưa đặt câu hỏi là tại sao? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Cái câu này nhiều người đặt câu hỏi lắm quý vị. Tôi đến với quý vị quá nhiệt tình mà, đến quá chân thành mà, quá chân thật mà, sao lại đối xử với tôi như vậy? Không. Rồi ban đầu tôi dẫn đi tu mà, tôi chỉ cho này kia, rồi giờ lập đoàn mới coi tôi rẻ, muốn lướt qua mặt tôi là sao? Không. Tại sao những con người tu hành mà lại như vậy? Rồi tôi đi đến chùa tôi cúng dường quá mà, ban đầu chùa nghèo lắm, tôi lỡ rồi nói tôi cố gắng dẫn Phật tử đến tu, tôi dẫn đến giờ chùa giàu coi tôi rẻ là sao? Nên trong cái cuộc đời này nếu như con người mà không quên ơn bội nghĩa thì đâu có nói thế gian quý vị. Đức Phật đâu có nói là tam giới bất an như căn nhà lửa. Nên nó có cái việc mà con người ta đối xử tệ bạc với nhau, nên mình mới cảm thấy cái cõi đời này mình phải mau chạy về cực lạc. Chứ nếu như cái gì nó cũng an hết thì chúng ta sẽ ở đây là cực lạc thật sự. Chúng ta không muốn về cái quốc độ của Đức Phật A Di Đà đâu. Nhưng mà ở đây nó có nhiều việc quá, phiền phức quá. Như bây giờ nhất là gần Tết nó nhiều việc nhiều hơn bình thường. Lòng người nó cũng bất thường hơn bình thường. Giờ đang lao đi kiếm tiền nè, còn mấy ngày nữa tới Tết, hôm nay 24 còn 6 ngày nữa, chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền nè, kiếm tá lả bên tím mọi cách. Lúc bình thường cô này chưa biết tu hành gì, định lấy ông già đó để có tiền, nhưng mà thường ngày còn suy nghĩ lại. Nhưng mà Tết hôm nay kẹt quá, thôi lấy luôn. Gần Tết tới rồi, kẹt quá trời kẹt luôn, tùm lum chuyện. Gia đình tùm lum tùm la chuyện, lu bu. Lấy luôn đại. Lấy xong tính gì tính. Nghe không? Nó. Trong cái dịp Tết nó tạo nghiệp nhiều dữ lắm. Nhiều dữ lắm. Đó. Cô gái này từ xưa tới nay chưa bao giờ đến với người đàn ông nào. Mà có một ông già nói là chịu sống với ông thì ông cho mấy chục triệu. Hồi đó giờ lưỡng lự
Bây giờ gần Tết kẹt quá. Điện thoại với ông, tiếp ông luôn. Quý vị biết á, vì đồng tiền, vì cái cuộc sống, vì cái việc mà Tết nhất con người người ta có thể bất chấp tội lỗi để mà người ta kiếm tiền. Tại vì mình biết tu đó, quý vị nghe pháp mỗi ngày đó mà quý vị thấy á, nếu những đức mà không nhắc mỗi ngày thì mấy cái bà này cũng lang thang lắm. Chứ chưa chắc bữa nay ngồi đây đâu. Ngồi đây đâu. Dễ gì bạn giờ này cũng đang đứng ngoài chợ kêu ghéo um sùm. Vô đây mua đồ. Vô đây. Chị ba, chị năm ghé mua đồ cho em đi. Sao đi đâu đi hoài không ghé chân chẹt. Kêu sùm. Nói không? Nhờ giảng mỗi ngày đó. Rồi thêm những đức nói cuối năm. Mà mắt những đức thì nói sáng. Ngồi giảng này những đức ưa giáo giác, những đức nhìn nè. Thấy mặt bà nào quen quen mà không thấy. Thì bữa sau đến kỳ quá. Sợ. Gắng cố gắng. Thấy không? Chứ hôm qua đồ là cũng bán cả ngày lắng đêm. Tranh thủ làm dữ lắm, bán dữ lắm. Để bữa nay xin chồng đi, chẳng cho nó đi mà nó vui vẻ. Cho đi vui vẻ. Cái khi mà tối cũng múc một thao nước nóng. Rửa chân đồ cho anh. À, sáng nay được đi chùa. Cũng nói ngọt ngào gì. À, mọi bữa thì kêu đưa mặt coi còn làm bộ nghiêng nghiêng cái mặt chỗ khác bữa nay đi. Mai đi chùa. Nhiều cái lắm quý vị ơi, trong cuộc đời này á. Rồi khi chúng ta mà gom nhặt lại hết để suy nghĩ ở trong cái cõi đời này thì tự nhiên bản thân chúng ta muốn về cực lạc lắm. Muốn về cực lạc. Nên con người á, đa phần ai cũng muốn vận may đến với mình. Nhưng mà cái vận may nó đến với mình, nó đâu phải là mình dài ba lời chúc tụng là nó đến với mình đâu. Cái vận may nó là phước báo. Nó đâu phải là một hai lời chúc tụng, một hai lời mà người ta nó nói mình được tốt đẹp là nó tốt đẹp đâu. Giống như một cái cây đâu phải mình đứng mình nói rằng là mày có bông có trái cho nó ngọt, trái cho bự, trái cho ngon nghe, thì nó có trái bự, trái ngon đâu. Mà chúng ta phải chăm bón nó. Chúng ta phải bỏ công. Chúng ta phải chăm bón dữ lắm. Nó mới ra qua kết quả, nó mới thành quả được tốt đẹp. Thì con người chúng ta muốn có vận may trong cuộc đời thì chúng ta phải đem cái vận may chia sẻ cho người khác. Trước nhất chúng ta phải gieo cái nhân cho người khác được vui, được an lạc, được tự tại. Thì cái quả nó mới đến với mình an lạc và tự tại. Đúng không? Nên trong nhà Phật dạy tin sâu nhân quả là hay lắm. Nên những câu những đức ghi xác thực. Thì muốn vận may đến với mình phải làm sao? Nên hiếu với cha mẹ. Cái này là cái nguồn gốc mà xã hội trong cuộc đời chúng ta ở ngoài đời phải làm. Tại vì mình có ăn có chịu. Cha mẹ là người gầy dựng cho mình. Bản thân mình được nhờ công ơn cha mẹ. Thì đối với cái chuyện cha mẹ bản thân mình phải chăm lo. Dù cha mẹ tốt hay xấu gì cái chuyện đó của cha mẹ, nhưng bổn phận làm con là hiếu với cha mẹ là đứng đầu. Nếu mình không gieo cái nhân này thì quả báo con mình sẽ trả lại cho mình như vậy. Chắc chắn luôn. Rồi hòa thuận với anh em. Tại vì anh em cùng cha mẹ sinh ra. Mà mình là gì của cải vật chất mà dám ra tòa kiện cáo để giành đất đai. Hoặc là đất đai anh em cha mẹ chia sát bên. Mà anh đi vắng em ở nhà lắng ganh. Chứ vậy sao coi được. Hiểu không? Chứ vậy chồm sớm cười chê chết. Vì tiền bạc có một chút mà ngại ngùng không? Hoặc là đi làm ruộng, khi nước lên xô bờ đê, đường bờ người ta đi xô, đẩy đường qua đất người ta, làm đường bờ mớ cũng có cái màn đó nữa. Mà được nhiêu đâu, nhiêu đất gì nè, cũng làm vậy đó. Lắng ganh từng chút đó quý vị. Đó quý vị biết đó. Rồi biết ra cái cầm dao, cầm cây, dược đánh đập nhau. Thì thấy cái quả tay vì do lòng tham mà ra. Nên những đức nói rằng danh là tay mà lợi là quả. Quý vị ngồi suy nghĩ kỹ đi. Nếu người mà có danh mà chấp danh là
có tài tiếng, người có tiền bạc nhiều mà không biết xả tiền đúng nơi đúng chỗ là có họa. Không? Bản thân của những đức á, quý vị nếu mà học đạo quý vị mà nhận thức thì quý vị thấy những đức giàu vậy lắm. Tại vì sao? Vì những đức dám làm hơn người bình thường. Mà tiền bạc là 100% trước ngôi tam bảo, những đức không có nhiều quý vị ơi, chỉ có đủ nuôi với bà già thôi. Như vậy đó mà những đức dám làm hơn người ta bình thường. Những đức nói thiệt, người ta là ưa bị cái bệnh này nè quý vị, người ta giữ gìn dữ lắm. Quý vị biết cái tính người Nhân Đức á, ngày xưa ngoài đời nó ảnh hưởng trong đạo. Quý vị coi Nhân Đức ngày xưa ngoài đời có cái gì đâu mà Tết này Nhân Đức dám mượn 4 tháng lương về ăn Tết 3 ngày sạch nhách luôn, không còn cắt. Mà Nhân Đức có tiền này Nhân Đức xài sạch nhách à, xài hết luôn. Rồi tới nào Nhân Đức đi lên thành phố thì Nhân Đức nói với mấy anh em bạn bè nó đưa tiền xe đi vậy đó. Mà về thì bận đồ ngon, mà lên thì bận quần đùi. Ừ, cái tính những đứa ở ngoài đời nó xài tiền sách chấp à, có tiền là xài hết chớn à. Rồi xong á, rồi đi làm lại, rồi trả nợ từ từ. Rồi thì vừa mới dứt nợ thì mượn nợ nữa, xài nữa. Nó không có bao giờ mà dư chứ á. Thì nó ảnh hưởng khi những đứa đi tu quý vị. Và thêm một cái nữa, quý vị mà thấy những đứa có tiền thì dễ biết lắm, rất dễ biết luôn. Khi có tiền là sẽ nói ra hết trơn, nói mình có tiền, rồi sẽ mua cái này cái kia, không có chịu yên. Có tiền là sẽ nghĩ mua cái gì cho người ta, làm cái này cái kia mua tặng cho người ta hết trơn à. Là thích như vậy đó quý vị. Ví dụ như bây giờ đi, ai mà cúng dường như đức được chút đỉnh tiền đi, mình ngồi suy nghĩ kỹ là ngộ ghê. Tiền là của tam bảo, người ta cúng cho đi làm việc cho tam bảo, mà ai mà cúng được một cái là nấu đồ ăn cho mấy bà cụ ăn, giống như được vô mánh vậy đó. Ngộ thế ghê, cứ ngồi suy nghĩ lạ thế ghê. Ừ đó, còn như người ta là có cúng nhiều cỡ nào nhiều, nhưng mà người ta sẽ quy về một chỗ nào người ta cắt hết chứ không có động đậy tới. Những đức thì không có làm điều đó được. Nghĩa là có tiền là phải xài, xài mới thấy là thích thú. Xài cho người ta, mua cái này kia cho người ta, rồi mua cho chúng cái này cái nọ, tặng cái này cái nọ cho người ta, khoái chí lắm. Nghĩa là làm được là khoái dữ lắm. Những đức thích vậy đó. Nên á, nhiều người người ta nghĩ mình là chắc cái lượng tiền mình nhiều dữ lắm. Không, những đức dám xài. Dám xài như ngày xưa Nhân Đức đi về quê là người ta cứ tưởng Nhân Đức là làm ăn dư giả dữ lắm. Nhưng mà chính bản thân Nhân Đức là biết Nhân Đức là nó nghèo sơ nghèo xác. Người ta còn dư được mấy chỉ vàng đeo chứ Nhân Đức không có dư cái gì chứ nghe. Hồi đó Nhân Đức lên phố nhớ Nhân Đức mua được đúng cộng dây chuyền 3 chỉ rưỡi đeo, mà đeo được có 1 tháng. Xong cái chuyến đi chơi ở Châu Đốc, xong Nhân Đức bán luôn. Xong bây giờ về thì quê quá, cuối cùng đi vô cái tiệm vàng giả, mua cộng dây chuyền giống si gan vậy. Mà về á, nấu ăn đâu có dám đeo, vì si mà lửa nó xịt vài cái thôi thì nó nám à. Nên từ nơi đó là chiều đi chơi mới đeo. Rồi vài bữa cái đi qua bên quận 8 á, bên đó có cái chỗ bán vàng giả nhiều lắm, nó si dữ lắm. Cái qua bên si lại, đi si giết mà quê cái mặt. Thì quý vị biết rằng á, là những đức là người thích xài tiền, thích xài tiền dữ lắm. Thì ngoài đời thí dụ như chơi với bạn bè thì có tiền là xài với bạn bè dữ lắm. Có khi mà gì nè, ví dụ như cầm tấm vé 500 ngàn trả cái, nhiều khi đi hồi xưa mà đi ăn hủ tiếu gõ rồi 500 ngàn khi người ta không có thói được. Bắt đầu là mấy bạn nó đưa 500 ngàn nó, tao có tiền thói, nó được rồi, để tao trả chứ, này bỏ túi đi. Mình ngồi gì ngồi suy nghĩ, ủa kỹ trả, mình nghèo hơn nó mà sao chơi ngộ vậy. Thì nó trả tiền để nó trả đi, hoặc là mình đưa nó 500 ngàn tiền này thì nó trả, rồi nó đưa mình lại 500 ngàn kia đúng không, kêu nó bỏ túi đi để mình trả cho. Mình không có nghĩ ngợi, mình không tính toán gì chứ. Rồi ví dụ Nhân Đức đi chơi với chủ đi, chủ trả một keo là Nhân Đức phải kiếm tiền Nhân Đức trả lại một keo á. Người Nhân Đức vậy đó, nghĩa là không có thích mà
mà giống như mình mà người ta qua với mình mà mình không lỡ. Nghèo gì nghèo nhưng mà có những chầu bản thân mình phải làm. Nên từ nơi đó mà mấy ông chủ cũng thích những đức. Tại vì mình dám chứ thiệt. Thì bây giờ những đức đi tu cũng Iran luôn quý vị. Những đức có tiền những đức xài sạch nhất rồi. Khi xài giết rồi mới thấy. Thì ra là có phước có phần. Bây giờ nhiều người người ta cứ sợ là không có tiền nhưng người ta cứ chửi hoài. Còn bản thân những đức khi làm gì là có tiền rồi quý vị ơi. Mà những đức đi tu hình như trong mạng những đức nó chuyển hóa số mệnh mau, quá trời mau luôn. Thì ra là do những đức dám dùng cho công chúng, dám lo cho Phật tử, nên trả cho những đức lại cái duyên con người đến những đức cũng mau. Vì thấy cái thời gian những đức nếu đi tu mười mấy năm cũng chưa phải là con số lâu đâu quý vị. Nhiều người ta tu mấy chục năm luôn mà người ta chưa hội tụ nhân duyên như mình. Nhưng mà những đức thấy rõ ràng thì ra là muốn độ sanh là tâm lượng người phải rộng. Tâm lượng người phải rộng. Có những người dù quý vị biết, quý vị thấy họ có của cải nhưng họ không bao giờ độ sanh được. Vì họ chỉ có của cải và giữ của thôi. Chứ họ không bao giờ dám mở rộng tâm ra đối với người ta. Nên họ không có độ sanh con người được đâu quý vị ơi. Còn những đức là nói thật tình mà nói nghe. Những đức không có của cải gì đâu quý vị. Những đức chỉ có được cái của Đức Phật ban cho những đức là cái tâm lượng. Được cái của đó thôi. Không có gì hết trơn. Những đức ngày xưa đi tu những kia 5 năm trời, xong khi đi xuống đây những đức không có một cái gì. Thử bây giờ mà hòa thượng mà ngài nói tao không cho mày ở chùa nữa là những đức bước ra không có một cái gì. Nói thiệt luôn á. Quý vị nhìn những đức, quý vị nói những đức là người giống như có tất cả vậy. Giống hịch luôn. Ngày xưa những đức trên kia 5 năm Iran luôn, chùa những đức nắm hết chân luôn. Đất đai mà xung quanh chùa mua những đức đứng tên, xe cộ những đức đứng tên hết. Cái gì cũng của giống của mình chứ. Khi những đức đi ra khỏi chùa rồi sang tên muốn le lử luôn. Thì kêu sáng gì sáng đấy à. Tại mình nói không phải của mình thì không có quan trọng. Ngày xưa ngoài đời thì khác nhưng đi tu thì khác. Không phải của mình thì không quan trọng. Mà có để làm gì? Tại vì sao quý vị? Quý vị nghĩ đi, một năm chờ có đi đâu chơi đó mà cần tiền chí. Ngày xưa ngoài đời cần tiền là gì? Cần em. Thì giờ không muốn có em, không có tiền sao có em. Quý vị coi, trời, con gái mà bị không có tiền lo cho nó mà sao mà quen. Dẫn đi chơi mình phải ra lăng, mình phải trả tiền chứ. Thanh niên mà. Thì từ nơi đó quý vị coi, phải có tiền đi chơi mới được. Nhậu ăn uống phải có tiền. Không có tiền sao đi nhậu. Và bây giờ có đi ăn chơi đi nhậu đâu đâu. Quanh năm suốt tháng ở trong chùa dưới quen rồi. Bây giờ những đứa cảm thấy trong chùa bình an, nó không muốn đi đâu luôn. Càng ngày nó không càng không muốn đi đâu luôn. Thì biết phương tiện như đức đầy đủ hết chứ. Nơi nào như đức ở là nơi đó có phương tiện, có tiền đầy đủ hết chứ. Vậy mà từ bên Hộ Pháp như đức chạy qua tới Đại Tùng Lâm. Mà bị hởm đường bên đây nó gào. Gào làm chợ qua. Vậy mà như đức chạy qua tới nó, ủa sao cái đường này gào mất tiêu rồi tợ. Mà đi đường nào về. Tại vì những đức không có đi qua chỗ đó, những đức chỉ đi đúng cái đường đó, những đức quẹo qua cái cổng vòm. Còn qua cái đường đó những đức nói, ủa đi đường nào về ta. Nó gạo ở đây rồi, giờ chạy đâu. Chạy đại vô cái chợ. Cuối cùng lũi trong chợ. Nhờ có cái chú kia chạy trước. Cuối cùng thôi là lạc đường chết mù. Là những đức không có đi đâu xa quý vị. Đi chạy vòng vòng ở đây thôi. Nên những đức nói, sau này đủ duyên những đức mua chiếc xe điện, những đức chạy qua chợ Lợi Phước cho rồi, khỏi tốn xăng. Tại giờ có đi đâu đâu mà tốn xăng. Đổ xăng giờ nhiều tiền lắm. 2 tháng chờ đổ 1 lần triệu mấy. Chạy qua chợ Lợi mà 2 tháng đổ 1 lần. 2 tháng ngày chạy qua chợ Lợi 4-5 quận. Nếu mà xe điện thì đỡ tốn tiền xăng. Bây giờ taxi giờ người ta đi xe điện á, khu vực này nè mà xe điện này giờ mấy hãng taxi khác ở chừng bị ế. Xe bây giờ người ta đi xe điện này nhiều nè. Mà có xe điện gì cũng ngon. Chạy qua chợ Lợi khỏe re mà không nghe tiếng tâm. Không có khói. Đỡ ô nhiễm môi trường. Không? Nên từ nơi đó mà thấy rõ ràng giết rồi bây giờ mình có tiền thì mới làm việc cho chúng sanh. Chứ bây giờ mình có đi đâu chơi, mình ăn xài gì đâu mà
mà giữ tiền làm cái gì? Nhưng mà lỡ một ngày nào mình chết đi, mình cũng không có làm được, mà mình có lỗi với người ta cúng dường đưa tiền cho mình. Nên khi người ta cúng dường cho mình mà mình làm được, mình thấy mừng ghê. Đó. Quý vị biết rằng những đức thường giảng pháp, tại vì cái phía sau những đức biết nhiều dữ lắm, biết nhiều lắm. Nên những gì mà những đức giảng, nếu quý vị mà nghe được, quý vị sẽ kinh nghiệm trong cuộc đời đi tu vì dữ lắm. Nên những đức thường khuyên hàng Phật tử đi về chùa tu đừng có bao giờ dính vô ông thầy và sư cô nào hết chứ. Hiểu chưa? Cái gì mà cúng được thì cúng, thì quên đi. Thấy cái gì mà làm xác thực được thì cứ hỗ trợ cùng làm. Còn đừng có dính vô, đừng có thăng, đừng có ngồi nói chuyện nhiều, đừng có đi chung, đừng có đi thăng. Còn họ đi làm bác sĩ đâu có chuyện của họ, đừng có đi theo. Từ khi cái việc gì quan trọng lắm mình cần đi thì mình đi, chứ đừng đi hoài. Chết. Chết. Chết mà khó giảng sanh, đừng nói hộ trì. Hay rồi đó, tiêu đó, nhiều lắm. Thêm cái nữa nè, bây giờ tiền bạc nhiều người ta thống kê hết trơn. Nên mà có mấy người xuất gia có tiền nhiều cũng đi đưa Phật tử giữ giùm. Đừng có đụng vô, đụng là chết. Đụng là chỉ có con đường đò thôi. Vì vượt qua được không? Những đức cũng thấy rồi đó, cầm tiền giùm cuối cùng quay là phỉ báng hết trơn à. Tại vì lương tâm mình đâu có còn kính trọng nữa. Đưa tiền cho cầm giùm là mình sẽ phỉ báng hết. Thì mình có chắc chắn là bản thân mình vượt qua danh lợi không? Người tu còn chưa vượt qua được, không chỉ là con người bình thường như mình. Đừng có đụng vô. Tưởng đâu là hộ trì rồi, còn không dám hộ trì. Đây là lời khuyên rất chân thành khuyên quý vị đó. Gần người nổi tiếng nguy hiểm lắm, nó tăng cái danh mình lên, rồi một ngày nào nó đạp mình xuống, mình đi sâu thuốc dưới luôn. Tại vì người ta nổi tiếng, vị đi theo người ta hoài, vị cũng được người ta khen nữa. Tán thán một cái câu vị nổi tiếng lên, rồi cuối cùng quý vị đâu có tu, đi hoài có tu đâu, mà người ta lại tán thán quý vị là công đức vô lượng. Không có công đức. Công đức nào mà vô lượng chèn? Có đâu quý vị ơi. Nên từ nơi đó những đức kinh nghiệm lắm. Bởi vì những đức đi, quý vị đi về chùa, những đức không có cho vị dính vô công việc của chùa. Những đức làm cái gì, những đức nói cái gì, quý vị làm được, quý vị làm được chuyện với quý vị. Giống như ngày mai nè, có cúng trai tăng, ai cúng được thì cùng cúng. Những đức kêu nhưng những đức làm cũng cá nhân những đức rồi. Bỏ bao thư, tự bỏ bao thư. Rồi 10 ký gạo. Còn bây giờ mình nghĩ rằng mỗi tuần chủ nhật, hồi xưa mình cúng dường chư tăng chư ni. Trong cái cuộc đời này Phật cũng ăn mà ma cũng ăn nữa, ai cũng ăn hết trơn á. Nên từ nơi đó không ăn thì sao rồi xong. Bây giờ những đức tu có cái tâm giải thoát, quý vị kêu những đức không ăn được không? Nên phải cân bằng ra. Nếu như mà Phật đủ quá mà ma thiếu thì nó quậy chết mồ. Nên chúng ta không biết ai Phật, không ai biết ai ma. Nhưng thôi, có cuộc sống thì chia nhau mà sống. Đó là cái cách quý vị tu phước tu duyên mọi mặt. Hiểu không? Vì ai cũng có tự tánh làm Phật hết trơn á. Sự giác ngộ nhiều thì chúng ta sẽ hiểu nhiều. Còn sự giác ngộ ít thì chúng ta hiểu ít. Mà hiểu ít thì sai nhiều, hiểu nhiều thì sai ít, vậy thôi. Nên từ nơi đó mà nguyên lý này khi mình hiểu rồi, mình cân bằng, giết rồi bản thân mình, hướng dẫn người chung đạo. Những đức nói là nói cho vị nghe, những đức nói tên tuổi ai. Tại vì trong cuộc đời những đức đi tu, những đức đã thấy rõ ràng hết, xác thực tại phía sau. Nên những đức nói nhìn đứng phía sau, ngồi phía sau thì nhìn được tổng thể của sự việc của nó. Nhìn để hiểu biết chứ không phải nhìn để mà chấm biếp. Nên từ nơi đó có những Phật tử quý vị ngồi phía sau, vì nhìn thấy phía trước. Quý vị nhìn để bị học được chứ không phải là nhìn để chấm biếp người ta. Mọi người đều có cái khó ở trong cái cuộc đời này. Đúng không? Ai cũng có cái khó trong cuộc đời này. Đừng có nên đi chăm biếm ai chi. Nhưng mà chúng ta nên nhắc nhở nhau. Những cái gì quý vị phạm thì quý vị chỉnh đốn lại, sửa lại. Nói bây giờ mình cộng tu cuối năm, quý vị thấy qua bên đây cộng tu tính ra bữa nay cũng 7-8 tháng, chục tháng gì đó, chưa được năm đâu.
Thấy không? Nó chưa được năm thầy qua đây cấp trước Tết tháng mấy hai tháng là qua đây đậu tràng mới. Rồi xong rồi những đức thời gian những đức mới cộng tú chưa được một năm. Thấy không? Nhưng mà quý vị thấy cái sự thành công của những đức là chỗ này nè quý vị. Quý vị để ý nè. Cái sự thành công của những đức là làm cái gì là làm hoài. Thấy không? Đã mở ra cộng tu là làm tới bây giờ. Đâu có nghĩ đâu quý vị. Đó. Cái thành công của những đức là chỗ này. Cái chỗ mà duy trì. Thấy không? Nên những đức khuyên quý vị. Học Phật á. Mình nhắm được mục tiêu. Chọn một pháp tu. Gây dựng cả đời. Chắc chắn thành tựu. À, thôi chúc quý vị an lạc nha. Đây giờ đời rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.